Thưa quý vị, tính năng động tiên phong của chính quyền địa phương là một chỉ số thành phần PCI đo lường sự linh hoạt, sáng tạo của chính quyền trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước, mức độ kịp thời và hiệu quả trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Xác định tầm quan trọng của chỉ số thành phần này, thời gian qua, Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao hơn nữa chỉ số tính năng động của chính quyền, hướng đến xây dựng chính quyền linh hoạt, luôn sáng tạo, đổi mới và luôn đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và môi trường Thế Kỷ Xanh được thành lập năm 2010, hiện đóng chân trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Hơn 10 năm hoạt động, công ty luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình hoạt động thì chúng tôi đã được chính quyền hỗ trợ rất là nhiều. Ví dụ như là các cái thủ tục hành chính khi mà chúng tôi làm việc với các sở ban ngành, ví dụ như là Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường hay là Ban Quản lý các khu nghiệp, thì chúng tôi đã được các cái cơ quan hỗ trợ rất là nhiều để chúng tôi đẩy nhanh cái quá trình triển khai thực hiện hồ sơ, giúp hỗ trợ cho các dự án sớm đưa vào quá trình xây dựng và hoạt động. Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Soizy thành phố Vũng Tàu được thành lập từ tháng 11 năm 2022 trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Ra đời đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, lại hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh về thực phẩm, cụ thể là tàu hủ tươi, nên công ty gặp không ít khó khăn. Nhưng khi chuyển từ hộ kinh doanh lên công ty, doanh nghiệp hoạt động dưới tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, thuận tiện hơn trong các giao dịch dân sự, vay vốn ngân hàng. Đặc biệt hơn là nhận được sự hỗ trợ hơn từ các hiệp hội nghề nghiệp, tiếp cận được với các ưu đãi đầu tư từ nhà nước khi hoạt động với chức năng mới. Theo ban giám đốc công ty, việc chuyển đổi mô hình hoạt động đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ ngành chức năng. Từ hộ kinh doanh tôi chuyển lên công ty thì tôi cũng được bên sở kế hoạch hỗ trợ để cho chúng tôi những cái giấy tờ và thủ tục cũng được rất là thuận lợi và nhanh chóng ạ. Chương trình cà phê doanh nhân triển khai vào đầu năm 2023 được Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu phối hợp Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức vào sáng thứ năm tuần cuối mỗi tháng với nhiều chủ đề khác nhau. Đây là dịp giúp các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố có dịp bày tỏ cùng lãnh đạo và các cơ quan chức năng thành phố về những vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp sớm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đến nay, Vũng Tàu đã tổ chức được 15 buổi gặp gỡ, đã có nhiều ý kiến, kiến nghị được ghi nhận và kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, góp phần tạo niềm tin, gắn kết chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp mà thực hiện tốt hơn trong cái thực hiện quyền và nghĩa vụ thuế cũng như bảo hiểm xã hội và cơ hội phát triển doanh nghiệp ngày một bền vững hơn. Cắt giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính là nội dung được Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa vào khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025. Việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân các cấp đã góp phần giảm chi phí về thời gian và tài chính cho tổ chức cá nhân, góp phần cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định cắt giảm hơn 1.200 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 33 thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân các cấp được cắt giảm từ 25 đến 35% thời gian giải quyết so với thời gian quy định của Bộ Thủ tục Hành chính. Ngoài ra, Bà Rịa Vũng Tàu cũng chú trọng kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính tại các đơn vị địa phương, qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy tính tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thi hành công vụ. Cái việc mà kiểm tra cải cách hành chính, đây là một cái nhiệm vụ mà trọng tâm xuyên suốt trong cái chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu là phải tập trung quyết liệt cho cái việc mà kiểm tra, đôn đốc cái việc tổ chức thực hiện. Với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh,
năm 2023, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Bà Rịa Vũng Tàu đứng thứ 6 cả nước với 69,57 điểm. Trong 10 chỉ số thành phần về tính năng động, tiên phong của chính quyền địa phương là một trong 10 chỉ số đạt điểm cao. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo bước tiến mạnh mẽ cho Bà Rịa Vũng Tàu vươn lên góc mặt trong top đầu của cả nước, đồng thời đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ về chỉ số PCI. Quý vị vừa theo dõi chương trình Cải cách hành chính và cuộc sống, chương trình vụ và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.